M1014 huyết hỏa level 8, ông vua của các loại súng shotgun. Khi tôi vác khẩu M1014 huyết hỏa vào leo rank sinh tồn và cái kết, địch gặp tôi thì chỉ có bay giáp mà thôi. Clip gồm 2 trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của QuyềnDz. Thì nội dung clip ngày hôm nay là mình sử dụng cái khẩu M1014 long tộc huyết hỏa này để vào leo rank luôn anh em nha. Thì sau khi mình sử dụng một thời gian thì mình cảm nhận được cái khẩu này là nó cũng ngang ngang với cái khẩu M1014 long tộc của anh em. Nhưng mà nó có đặc điểm đó là khi mà anh em còn 3 viên, 4 viên, 5 viên ở trong súng ấy thì anh em sẽ thấy đàn nhanh hơn thôi. Thì để tăng độ kịch tính cho video thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo cho anh em một cái mini game với câu hỏi như sau. Đó là ở clip này thì mình sử dụng cái khẩu M1014 này mình diệt được bao nhiêu kill. Anh em hãy comment ở bảng đúng nhất của anh em vào bên dưới và kèm ID. Thì giải thưởng ngày hôm nay thì mình sẽ đăng nhập vào shop của mình và mình sẽ mua một con ạc có súng nâng cấp để tặng cho anh em luôn anh em nha. Ở đây mình sẽ chọn cái con ạc này, con ạc có mã số là 49947 này anh em ơi. Thì ạc trên màn hình này mình thấy rất là nhiều súng ngon luôn anh em ơi. Hai khẩu nâng cấp. Đấy thì có Ska này, Ska đủ loại luôn anh em này. Có M1887 lục bạo này. Đấy, MP40 level 7, M1014 level 4, Ska Titan, UMP lung nhung nữa. Đấy thì ạc này mình chỉ treo giá 119 cho bạn nào nhanh tay và trả lời đúng nhất anh em nhá. Rồi để mình kéo xuống cho anh em xem những cái khẩu súng bên dưới này. Đấy, anh em xem thấy chưa? Súng rất là nhiều luôn. Ok, đến với giải thưởng thứ hai đó là 1000 kim cương cho bạn nào trả lời đúng nhất ở cái câu hỏi mini game ở phía trước nhá. Yêu cầu để nhận được tất cả các giải thì chúng ta chỉ cần like, đăng ký kênh và xem hết video anh em nhá. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip luôn anh em ơi. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật không cách. Thank you.
Đua kêu với idol TikTok DK Đình Quân và cái kết.